Một chú thỏ rất là to nè. Đây là rất là nhiều công sức và nỗ lực của hai chị em mình đã chơi tất cả các trò chơi và đã đổi được chú thỏ này. Chú thỏ này còn tới 5.000 điểm lần đó, rất là nhiều luôn. Đây là rất là bự đó, bự chứ là em bự quá. Cái lên đâu? Các bạn này có cái máy đẹp quá nè. Cái lên đâu? Đây là bàn chân khổng lồ. Đây mặt của thỏ nè. Bự quá. Và đây chính là một phần món quà ở Tini của mình nổi nữa là này là hai cái móc khóa của mình nha. Chị được con thả còn mình được hai cái móc khóa này
chỉ có 100.000 thôi là các bạn nếu đổi được ha. Không, 100 điểm. 100 điểm. 100 điểm một cái. Đúng là con này còn cái 5.000 điểm. Các bạn ơi, mình có một con heo nè, con heo là của Khánh Linh đó, con heo tên là Lucky. Lucky. Con heo bữa nó rất là bự, ngày khó thì bự hơn nhiều. Sơ đồ sức khỏe anh, động vật chị tao. Tao quá, tao lại. Con heo nó nhẹ hơn. Lên lên mày. Lên. Đó, tao không rất là nhiều luôn á. Wow. Con heo của mình lùn quá à. Nhưng mà nó lại mềm á. Video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn hẹn gặp lại. Share, subscribe kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye. Bye bye. Nó giống cái quân lỗ. Cái tay nó lên. Để thử.